Và Hito thì tự hào là đơn vị đồng hành cùng câu lạc bộ trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Sứ mệnh của Hito là nâng cao chiều cao và thể chất của người Việt, đặc biệt là các cầu thủ trẻ đang được đào tạo chuyên nghiệp tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sản phẩm canxi Hito là sản phẩm nổi bật với cái bộ ba canxi, vitamin D3, vitamin K2 giúp tăng trưởng chiều cao. Ngoài ra thì canxi Hito là cái sản phẩm được bổ sung các cái thành phần giúp ăn ngon, ngủ ngon, rất là hỗ trợ cho quá trình tăng trưởng chiều cao. Sản phẩm canxi Hito thì là sản phẩm dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi với các cái chế phẩm dạng bột, dạng thạch cũng như dạng viên, phù hợp với mọi lứa tuổi trong gia đình.